Vâng, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với game đấu thứ ba, một game đấu cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Như các bạn đã thấy, cái lượng điểm dành cho ba cái tên còn lại là khá sát sao. Thì game đấu này sẽ là một game đấu quyết định, và những tuyển thủ chúng ta sẽ phải đưa ra những chiến thuật hợp lý để có thể có được tấm vé cuối cùng để đi vào vòng trong, khi mà tấm vé đầu tiên đã dành cho đại diện của team gồm có IBI cùng với đó là Devil rồi. Đúng là như thế, khi mà một lượng điểm rất sang nhau của ba đội tuyển đó chính là hai chàng trai đến từ SVM Gaming đang sở hữu cho mình là 19 điểm, cũng như là hai chàng trai đến từ Vua Hải Tặc đang có cho mình là 16 điểm và 15 điểm là số điểm của hai cô gái chúng ta ở trong lobby này. Một chút dự đoán trước thềm trận đấu thứ ba diễn ra thì anh Pilot, một trong ba cái tên anh nghĩ rằng đội tuyển nào sẽ là đội tuyển dành cho mình cái tấm vé đi tiếp ở trong cái trận đấu thứ ba này? Tôi thì nếu là một người khá là tin vào khả năng trong những cái hoàn cảnh khó khăn của Lâm Luis cùng với đó là Cường Smile, anh ta sẽ có một trận đấu tốt để có cho mình một tấm vé đi vào vòng trong mà thôi. Còn anh Bon thì sao? Tôi thì tôi không dám đưa ra dự đoán nào trước trận đấu thứ ba diễn ra cả, và tôi chỉ hy vọng rằng một trong sáu cái tên có thể là Cường Smile, Lâm Luis, Green, Đức Anh, em Pit cũng như là Chi sẽ giành được một trận đấu top 1 ở trong trận đấu cuối cùng này, và chúng ta hãy cùng chờ xem ai sẽ là người mang lại cái lợi thế dành cho đội tuyển của mình cũng như lực tấm vé đi tiếp vào trận bán kết của giải đấu The Southern Couple mùa thứ 11. Và chúng ta sẽ có màn hình máy của bạn trong đấu thứ ba. Vâng, xin mời các bạn khán giả đến với cả trận đấu thứ ba ở trong trận đấu loạt đấu BO3 của bảng C giải đấu The Southern Couple mùa thứ 11. Và đây là hai mảnh BF dành cho vị trí Green cũng như là nước mắt dành cho vị trí Green rồi. Như tôi đã nói thì Cường Smile cùng với Lâm Luis anh ta sẽ có lợi thế hơn trong game đấu này. Thì mặc dù chỉ là một vài điểm thôi, nhưng ở game đấu cuối cùng nó sẽ là một cái gì đấy khá lớn. Đôi khi chúng ta chỉ là chênh một chút thôi, một hai điểm sẽ là một điều gì đấy cực kỳ to tát ở game đấu cuối cùng này. Thì Lâm Luis và Cường Smile anh ta sẽ có một lợi thế khá ổn để có Lâm thể Luis nối giữ hy vọng rồi. chính xác là như vậy. Ui, Ui, hai con nóc tôn dành cho Green, bán đi bán thôi luôn. Green ơi, vội vàng như đẩy xe hàng. Mặc dù hai con nóc tôn ra nó rất bánh cuốn nhưng mà lượng đồ trả lại thì hơi vô duyên để cho Green anh ta có thể tự tin sở hữu cho mình là một con nóc tôn ở trong trận đấu này, và đó là một kiếm tự thân dành cho vị trí Kalista rồi, rất khát nước. Thực sự để mà nói thì một con Nocturne ở meta này nó là một cái gì đấy rất may rủi. Tôi nghĩ rằng là vậy, với một cái lobby mà ví dụ khá nhiều kỵ sĩ cùng đó Raven thì thực sự Nocturne nó có thể sẽ là một bài top 8 dành cho Green, và anh ta quyết định bán luôn, anh ta không đặt niềm tin vào một con Nocturne trong game đấu cuối cùng như thế này. Anh ta À, chọn đúng là có như thể là vậy. quân đoàn hoặc là Aphelios thì để an toàn hơn với trang bị kiếm tử thần kia. Và tôi xin nói một chút rằng thường thì đánh sát thủ thì các bạn thiên hướng là xoay bài nhiều hơn là phọt ngay từ đầu. Khi mà các bạn mà sở hữu cho mình Nocturne cũng như vô cực kiếm mà khoảng thời gian sớm như thế này, kể cả 2 sao, thì chắc chắn đến thềm 3 4.1 thì đâu đó khoảng 4 5 nhà có cho mình một cái dăm gai thì lúc đó rất khó chơi. Và Green anh ta nhận ra điều đó, anh ta quyết định là bán Nocturne đi và chỉ ghép cho mình là một cái kiếm tử thần trên người của Kalista mà thôi. Nếu như Kalista của Green anh ta lên được cho mình một con tướng 2 sao thì hoàn toàn đây là một cái bài đấu Green có thể đép được ở khoảng thời gian early game. Một cái gạch quá khổ để hy vọng đó là một cái cuồng đao vung xô không? Một cái cuồng đao vung xô combo rất yêu thích của Kalista ở khoảng thời gian đầu của trận đấu. Kháng phép, quyết định là kháng phép. Green nói, tôi nói cái nào thì Green sẽ đi ngược lại như vậy. Còn bên kia Đức Anh, một cái Sojin cũng như là một gậy quá khổ dành cho vị trí của Senna rồi. Trong cái đó Lâm Luis, một cái vuốt dòng từ rất sớm dành cho bài đấu của Lâm. Có lẽ anh ta không thể ghép được những cái món đồ ổn hơn khi mà đang có cho mình là một cái gậy quá khổ cũng như nước mắt. Và có hai mảnh kháng phép thì Lâm Luis anh ta đã lựa chọn cho mình là một cái vuốt dòng từ rất sớm rồi. Trong khi đó em Pit thì đang đép cho mình là một con Zeke cầm cuồng đao vung xô. Và đây là bài đấu Devil, hai đấu sĩ và hai quân đoàn, và có cho mình hai thần sứ, một con Riven ra từ rất sớm. Hoặc có thể là đơn giản Đức Anh nhìn thấy là hai nhà ghép Sojin rồi thì anh ta hoàn toàn tự tin lắp cho mình một cái vuốt rồng mà thôi, và sẽ là một chiến thắng dành cho bài đấu của Lâm Luis. Một bài đấu với con Klett 2 như thế này thì được sát thương cùng với đó là kỵ sĩ tanker thì hoàn toàn là ổn mà thôi, sẽ một trận đấu thắng nữa, win streak 2 dành cho Lâm Luis rồi. Sẽ là một chiến thắng thứ hai dành cho vị trí của Lâm, nhưng mà bài đấu anh ta đang ra
rất ổn với một con Poppy 2 cũng như là một con Claire 2, và Thresh thay vào để lấy cho mình là hai suy vong áp cấp. Nếu như anh ta khát nước, anh ta hoàn toàn áp cấp thẳng luôn, nhưng mà áp cấp thẳng không tăng quá nhiều sức mạnh, quyết định là chỉ áp cấp để Free Rune ở level 5 mà thôi. Còn đây là Sojin của Cường Smile, rất nhiều nhà ghép Sojin, Cường Smile cũng như Đức Anh 2K, cả hai bạn đều đã có cho mình là ngọn giáo Sojin rồi. EB áp cấp 5 và Đức Anh 2K cũng là như vậy, rất nhiều người muốn cạnh tranh trực tiếp cái win streak này. Và đây là Cường Smile đối đầu với cả Lâm, một con Zik cầm cho mình đó chính là Sojin, cũng như một cái mảnh nước mắt như này thì những pha bo ma pháp của Zik nó sẽ trở nên hiệu quả, nhưng mà vô sống như thế kia thì rất khó. Ngon ạ. Bài đấu của Cường Smile tôi nghĩ rằng lượng đồ này, Nico hay là lực tướng của anh ta rất ổn rồi. Anh ta có Nunu, có Kalista, và Sojin hoàn toàn hướng đến một bài thi đấu đó là mực ma pháp sư. Và anh ta thua rất đẹp anh ạ. Anh ta thua rất đẹp, và mỗi round anh ta thua một con. Và chúng ta hãy cùng chờ xem Lâm Luis chi thì lấy cho mình một con Varus cầm gậy quá khổ, một con Nunu cầm BF rất ngon, nhưng mà Devil bỏ qua. Devil anh ta bỏ qua. Mid Fortune thì sao? Em Pit lấy cho mình con Mid Fortune trong khi đó Devil anh ta lại quay lại lấy cho mình là một con Nunu đó. Đức Anh 2K, Hecarim không lấy được rồi. Đức Anh 2K lựa chọn kháng phép, tôi nghĩ là ổn hơn là một con Hecarim cầm nước mắt như thế kia. Nhưng mà Đức Anh quyết định là lấy cho anh Hecarim cầm nước mắt đó, một con Hecarim cầm nước mắt dành cho vị trí Đức Anh 2K. Còn đây là một mảnh giáp vâng, Đức Anh 2K. Vâng, form bài form bài của Đức Anh là một form bài chiến binh và vệ binh, nhưng mà Đức Anh quyết định là ghép Sojin rất sớm rồi. Liệu rằng Đức Anh có xoay sở được với cái lượng đồ mà anh ta đang ghép như thế này hay không? Khi mà nếu chúng ta tách đồ ra, nếu chúng ta tách được cái Sojin kia ra thì đó có thể là một cái huyết kiếm. Nếu như Đức Anh nhặt mảnh kháng phép ở chợ thì có thể là một cái huyết kiếm, cũng như là một cái tim băng dành cho vị trí Đức Anh 2K. Nhưng mà Đức Anh 2K chàng trai chúng ta quyết định làm một cái ngọn giáo Sojin dành cho vị trí Sena. Bài đấu có lẽ là khá mạnh của Đức Anh K với form bài như này, anh ta sẽ phải giành chứng IBI mà thôi. Nhặt nước mắt bởi vì anh ta có vẻ muốn hướng đến một cái quyền trượng hay chăng? Bởi vì IBI xào luôn hai đồ cuồng đao, cùng với đó là cùng cung Runa. Chính xác là như vậy. Còn đây là Varus 2, đó là một con Varus mà cô gái chúng ta nhặt ở chợ, một con Varus cầm gậy quá khổ và đã lên được cho mình một con Varus 2. Trong khi đó Đức Anh thì anh ta đang có cho mình một cái chuỗi thắng 4, đơn giản là một con Senna cầm cho mình một cái ngọn giáo Sojin, cũng như là kích hoạt cho mình ba vệ binh, thì những pha trói buộc của Senna sẽ mang lại rất nhiều giá trị dành cho đội hình của Đức Anh đang sở hữu. Lượng sát thương đầu ra cũng như là khả năng CC tốt đến từ vị trí của Senna sẽ giúp cho Đức Anh anh ta giữ máu được khoảng thời gian đầu trận. Nếu như đây là một cái chuỗi thắng 5 thì thực sự đây là một điều tuyệt vời cho Đức Anh 2K, khi mà lượng tiền của anh ta đang phải ôm cho mình đó chính là một đôi ba tiền, một đôi Lindley ba tiền. Và đây là Lâm đối đầu với cả Đức Anh. Đảo hóa là báo. Tốt. Đảo là tốt dành cho Đức Anh khi mà né được vị trí của khá dịch kia sẽ không một bị pha trói buộc cover quá tốt, nhưng mà đấy là một lượng sát thương khổng lồ được gây ra bởi pha sát thương cô lập đến từ vị trí khá dịch. Nhưng với một con Senna đồ như thế này thì liệu rằng dứt điểm được cái vút rồng kia chắc chắn là như vậy rồi, khi mà vệ binh cũng như là chiến binh tanh quá thì. Và đó là một chiến thắng của Đức Anh 2K trước bài đấu của Lâm Luis. Trong khi đó EB anh ta vừa phải mất đi cho mình cái mạch thắng, và Đức Anh 2K là người duy nhất ở trong lobby của chúng ta có cho mình một cái chuỗi thắng 5. Và Kama đây rồi, một con Kama ra rất sớm của Đức Anh, và với một con tướng Riven đang sở hữu, liệu rằng Đức Anh 2K anh ta có cho mình là hai thần sứ để đép ở khoảng thời gian này hay không? Về mặt chiến thuật và cái lối đi thì có vẻ như là Đức Anh 2K cùng với Green anh ta đang có một cái lối đi khá tốt, khi mà Đức Anh 2K đang đánh cho mình một form bài phép và Green anh ta thiên hướng về sát thương vật lý nhiều hơn sẽ là ổn, bởi vì Đức Anh 2K đang có một cái pick 5 khá đẹp được đồ trả cho Devil, có vẻ đang muốn hướng đến anh ta là một bài thiên về Rufus hoặc là Zyra. Ui dồi ôi, nước mắt em rơi, Devil kết thúc. Quá nhiều nước mắt, một pha ba nước mắt dành cho Devil. Chung đồ là hơi nhiều. Là nếu mà một đẹp cái cốc Sojin. Sojin quyền trượng cùng với đó là quyền trượng găng hoặc là đúng thế. Sojin quyền trượng bây giờ mid for đây rồi. Sojin tôi nghĩ là quyền trượng mid cốc xào luôn được. Bởi vì ba nước mắt như này mà không ghép cốc thì hơi lủng.
bắt đầu tính toán để sở hữu cho mình con Vayne. Đang có Vayne, anh ta có nhìn ra Vayne không? Đúng rồi. Và Devil anh ta sẽ đánh cho mình là kỵ sĩ trong cái đấu này, ghép đồ thôi. Anh ta có vẻ vẫn chưa phân vân anh Bon ạ, đang vẫn giữ lại Lulu. Nếu rằng sau tuần này anh ta có muốn bán luôn để lợi tức hay không, tôi nghĩ là phải bán để lợi tức luôn lượng tiền, chốt một bài thôi. Hoặc là anh ta cũng có thể nhẹ nhàng thôi, vì anh ta biết rằng là mình sẽ vào vòng trong rồi. Anh ta muốn đúng hai hướng. Anh ta có quyền như vậy, anh ta có tấm vé trên tay thì anh ta làm gì cũng đúng mà thôi. Cầm tấm vé trên tay hoàn toàn là hợp lý. Ui dồi, đây thôi thì bán thì chắc chắn là bán được. Tôi nghĩ là bán luôn. Vâng, ra được quả 2 kê ca riêng này thì bán vội thôi. Bán như một cái máy, vâng, chúng ta không cần nói thì chúng ta cũng đủ biết là Devil sẽ bán ngay lập tức. Sẽ là tuyệt vời rồi. Anh ta đang định nói lượng tiền của anh ta không quá dồi dào và lực tướng của anh ta vẫn chưa phải là ổn thì ra cho anh ta luôn 2 kê ca riêng. Chính xác như vậy. Tôi vâng, bàn tay luôn, hợp lý mà thôi. Round sau sẽ lấy thêm một cái phút dòng để cho vị trí của Hecarim hoặc thêm một cái thú tượng nữa nếu như Devil muốn. Đức Anh thì đang cháy với cái trụ thắng 6 của mình và đây là kèo đấu Đức Anh với cả một con Hecarim 2 và một con Griffith Phật 3 đồ. Ai sẽ là người chiến thắng đây? Nindali chưa lên 2 sao, một pha mưa đạn mà đội hình của Đức Anh muốn tan vỡ. Trói buộc bị CC đến từ Thresh thì khó quá Đức Anh ơi. Đức Anh rất thiếu may mắn khi mà phải đối đầu với một con Hecarim 2 và một cái lượng sát thương khủng khiếp gây ra bởi những pha mưa đạn đến từ vị trí của Griffith Phật 4 suy phong như thế này. Và Đức Anh hay ca một pha anh ta để thua 4 cô và mất đi cái mạch thắng của mình rồi. 90 máu cho Đức Anh, lượng tiền vẫn đang là ổn ở ngưỡng là 40 vàng. Ngon quá, tướng cứ tự ra này anh ta đỡ phải roll, tôi nghĩ rằng sẽ rất tuyệt vời thôi. Rất đen rồi cho Đức Anh khi mà Devil vừa update 3 đồ và Hecarim 2, hàng tanh của anh ta gần như là full 2 trong round đấu vừa rồi. Thì Đức Anh lại gặp và bị ăn đấm gần như là nguyên nhà, lượng máu mất đi là rất nhiều nhưng mà thôi không sao. Cứ gây 2k với form bài như vậy thì tôi nghĩ rằng là có thể mất streak ở giai đoạn đó là được rồi. Cũng có một bài đấu cũng muốn đánh với Fortun nữa, tranh với Devil thì phải. Quyết streak 3 phải chi. Vâng, Đức Anh có rắc rồi. Đức Anh bây giờ chỉ ước trong đầu là tôi không ghép đồ sớm để tôi có huyết kiếm nên cho vị trí rắc. Nhưng mà hơi tiếc đó là bởi số zin rất sớm nên cho vị trí của Đức Anh. Đức Anh chốt đồ rất sớm. Nhưng mà hoàn toàn Đức Anh có thể xoay được bài nha. Nếu như Đức Anh ra được cái huyết kiếm ánh sáng và tôi 5.1 đưa anh ra được thêm một món đồ ánh sáng nữa cho rắc thì đánh bình thường luôn, hoàn toàn có thể đánh bình thường với ngọn giáo Sojin có thể đẩy cho vị trí của Diana. Và đây là một trận thua thứ hai của Đức Anh khi mà Đức Anh phải đối đầu với một con Varus 2 sao cầm đồ như này, lọt tốc đánh được stack thì hơi khó để Đức Anh có thể giành chiến thắng trước bài đấu của chi. Trong khi đó Empit cô gái của chúng ta chỉ còn lại cho mình 40 máu, ngưỡng máu đã đạt được cái ngưỡng máu đủ để sử dụng cái ban phước của game đấu thứ ba và có một con rắc cầm BF rất ngon. Và Empit sẽ lấy, Glee thì lấy cho mình một mảnh giáp trên người của Aphelos thì phải, một con Aphelos rất quan trọng với bài đấu của Glee. Rất ngon rồi cho cửa Smile nữa, anh ta có phí đồ rồi, sẽ là một tên lên 7 và roll nhiều để sử dụng Nico, một con Velcot 2 hoặc là phí đồ 2, giai đoạn đó sẽ là một lượng sức mạnh ổn. Và Đức anh ta lấy cung à, tôi khá bất ngờ, có vẻ như anh ta không còn sự lựa chọn nào khác rồi. Anh ta không có sự lựa chọn. Và hoàn toàn nếu mà anh ta Odin anh ta có thể đánh Sojin cuồng đa hung sô dành cho vị trí của Aphelios. Và Green đây rồi. Green đang run rất nhiều ở 6. 10 vàng level 6. Rất đáng lo ngại cho Green. Trận đấu này Green cần pha hack tiền thực sự ổn. Khi mà lượng tiền đang quá ít dành cho Green. Level 6 3.5 Green mới chỉ có là 10 vàng mà thôi. Đang phải run rất nhiều để giữ máu. Green không muốn out top ở trong trận đấu này. Nếu như Green out top thì chắc chắn cái cơ hội đi tiếp dành cho đội tuyển Vua Hải Tạc gần như là không có. Và Green anh ta biết điều đó, anh ta đang run rất nhiều level 6 để có thể giữ máu ở khoảng thời gian này. Trong khi đó tôi đang muốn xem ban phước của game đấu thứ ba là gì, nhưng mà có lẽ là màn hình máy của Empit chưa được nét để ban tổ chức có thể truyền tải đến các khán giả cũng như là bản thân chúng tôi. Một trận thua của Chi trước bài đấu rất mạnh khác, vượt dòng Ác Long. Vượt Ác Long, còn đây Đức Anh giết khổng lồ ánh sáng rất ngon nha. Thực sự mà nói thì cân nhắc gì đấy, Đức Anh cần cái giết khổng lồ ánh sáng. Và thông tin tôi vừa được nhận đó chính là ban phước để ra chỉ có vàng mà thôi. Rất nhiều vàng ở trong đó đồ ban phước vẫn, nhưng mà thực ra đấy là điều Green cần đi đốt ạ. Green đang rất cần ngượng vàng đó. Và nếu như Green anh ta đạt được ngưỡng máu 40 thì anh ta sẽ được thêm cái lượng vàng ổn để giúp cho anh ta run được cho mình những con tướng khác. Và một pháp bắt Timo của Empit
Embiid đang thay khung rất nhanh, nhưng mà liệu rằng có thể kịp đép vào trong round đấu này không, khi mà ngưỡng máu Embiid chỉ còn lại cho mình 28, Cinderella 2 sao. Còn đây là EBE kiếm súng ánh sáng. Tôi nghĩ rằng chắc là phải đủ số lắm thì anh ta mới chọn cái kiểu súng ánh sáng này anh Môn ạ. Phải nói là rất xấu, phải nói là rất xấu anh Vinod ạ. Khi mà anh ta đang ghép cho mình là một combo vô cực kiếm cùng cung và cùng đao quân sôn như vậy mà phải lấy cho mình một món đồ ánh sáng này, kiếm súng ánh sáng như thế kia, thì thực sự đây là một những cái món đồ rất xấu cho EBE. Nhưng mà tôi chưa hiểu là xấu đến mức độ nào mà EBE bắt buộc phải lấy cái kiếm súng này. Không hiểu là nó xấu đến mức độ nào mà phải lấy kiếm súng. Có thể sẽ là ví dụ như là cốc chăng hay là một cái gì đó. Đức Anh chỉ cần một cái kiếm súng thôi là hoàn toàn với lượng đồ này Đức Anh có thể đánh được Vekos nha. Khả năng tay nhanh của Đức Anh thì hoàn toàn tuyệt vời. Đức Anh sẽ được. Ủa Đức Anh hình như là vừa up cấp, vừa up cấp bằng lợi tức. Anh ta còn lên 8 được anh Bon ạ. Đức Anh lên 8 không? Đây là một cái Đức Anh đánh mất chính mình rồi. Đây không phải Đức Anh mà tôi biết, anh ta đánh rất lì. Anh ta đánh top 1 và đây là một cái gậy nữa. Full dam cũng được, đánh đồ full dam cũng được trong cái lobby này. Không, anh ta hoàn toàn có thể đợi thêm một chút. Và nếu như anh ta muốn, anh ta có thể ghép được luôn. Và nên đợi một cái round đấu 4.2 và anh ta sẽ quyết định. Được tiền rất nhiều. Anh đang đánh mất chính mình ở trong trận đấu quan trọng nhất. Và với một bài đấu mà Đức Anh ổn đi, hoàn toàn anh ta có thể hy vọng được một con V-Code ở level 8 khi mà lượng tiền của anh ta đang rất ổn rồi. 22/56, đó là lượng kinh nghiệm ở level 7 của Đức Anh. Cùng chờ xem. Lượng đồ tôi nghĩ rằng là ổn dành cho Đức Anh. Anh ta có thể lượng máu, lượng đồ và lượng tiền đều ổn. Anh bị đốt rồi. Bên phía bên kia cường sử Mai đang đánh cho mình là một con Lucian bàn tay công lý và Sojin. 5 con Lucian ở level 7. Cường sử Mai đang luôn cái gì đây? Lượng sát thương gây ra bởi pha thanh trừng như này, mặc dù hệ cũng chả có, nhưng mà với một lượng sát thương đủ để dứt tiềm đi dàn tanh yếu ớt của Đức Anh. Và giáp gai hồng hoa đối đầu với cả một con Nocturne cầm trong mình, đó chính là cùng Đao Vung Sô và cùng cung cũng như là vô cực kiếm. Và đang là một pha xoay bài sát thủ đến từ vị trí của EB chăng. Một tín hiệu tốt dành cho vụ hải tặc, đó là Green anh ta đang cháy và Đức Anh hay càng ta rất nhiều tiền và khả năng cao Đức Anh hay càng sẽ phải ghép đồ luôn hay không đây. Anh ta vẫn lì, có thể được nó xét à, không, bởi vì anh ta có giáp điện rồi. Anh ta lựa chọn nó xét. Vâng, anh ta muốn giảm hết kháng phép của đối thủ. Vâng, giảm đến chết. Vâng, mặc dù có static nhưng mà anh ta nhận thấy rằng static thôi chưa đủ. Làm thêm nhẹ một cái xỏ nỏ xét nữa giật cho đau. Tôi khá bất ngờ thực sự. Một con mực 2. Ui, một nhà đời tôi nhìn thấy mực 2 và một con Fiddlestick 2 biến ma pháp sư. Một tín hiệu không vui. Là dấu hiệu không vui dành cho Đức Anh. Đức Anh, anh ta luôn có nhiều tiền, nhưng mà quan trọng là có gia tướng anh ta cần hay không thôi. Và đối đầu với cả lần nhà lâm, còn đây là bài đấu Embiid. Vekos Embiid chưa có đồ anh ạ, một con Vekos cởi chuồng. Và đó là những cái mảnh BF và mảnh găng để cho Embiid. Cô gái chúng ta chưa có Sojin để cho vị trí Vekos. Tôi nghĩ rằng là do anh Bon vừa nói rằng là Đức Anh đánh mất chính mình, nên anh ta muốn khẳng định lại là vẫn là Đức Anh. Không hề mánh mất chính mình một chút nào cả với việc lắp nỏ xét như vậy rồi. 2K, vâng, anh ta muốn đưa 2K tí ra đồ ánh sáng 5.1, anh ta làm thêm cái nỏ xét ánh sáng nữa. Gần như là đối thủ không có tí kháng phép nào. Tại sao vội như này? Rất vội, anh ta tại có vẻ... Tại sao 4.3? Ui, Đức Anh rất vội rồi. Đức Anh không muốn mất máu nữa, vâng, 64 máu nhưng mà... lại rất vội. Ồ, đã tiến luôn quá. Ui, Timo đây rồi. Hammer vào. Đây rất nhanh, tay, rất bánh cuốn. Nói là tay Đức Anh phải nói là tôi nói là Đức Anh một tay chậm thứ hai, không ai số 1. Vâng, tay phải nói là rất nhanh. Tôi đang nhìn chưa hiểu vấn đề gì xảy ra thì đã không xong bài rồi. Không dị đến từ vị trí Đức Anh. Vâng, thả đồ gần như không có sai lầm. Vâng, đây là đẳng cấp đến từ chủ bé Thái Nguyên. Đức Anh đang đánh mất chính mình ở trong trận đấu quan trọng nhất. Và anh ta xoay khoảng đâu đó khoảng đúng 10 giây. Đúng 10 giây để nguyên bài. Rất kinh khủng đến từ Đức Anh. Với việc... ngoài tốc độ ra thì anh ta không có một cái gì cả. Với việc có cả nó xét giao điện static thì anh ta hoàn toàn một cái code, mặc dù với con 1 thôi nhưng sẽ được gây ra là cực kỳ nhiều, cùng với đó Timo nữa. Và đây sẽ một round đi chợ. Anh ta sẽ với một cái vị trí cao này thì liệu rằng anh ta nhặt được những cái món đồ dành cho vị trí món đồ thứ 3 của Vekos hay không đây? Timo, anh mới lấy được con Timo này cũng hết nút nha. Đức Anh lượng máu rất ổn để có thể lên được Timo 2.
Nếu như con Timo này rơi vào tay nước Anh thì đúng là hết nút, nhưng mà không được rồi. Nó đi, anh ta lấy cho mình một mảnh găng. Và nước Anh sẽ lấy gì đây? Một thanh kiếm binh ép để có thể kiếm súng dành cho vị trí của mực. Một con mực mới chỉ là màu sang mà thôi. Một bài đấu mà tôi nghĩ rằng là rất bánh cuốn của Đức Anh. Tôi vẫn muốn xem Đức Anh roll thêm một chút vào đồ ánh sáng Đức Anh xem như thế nào. Lượng tiền của Đức Anh lại là 30 rồi, có muốn roll hay không? Roll luôn. Rất khát nước, vội lắm rồi. Lên luôn Lulu 2. Rất vội rồi. Cho tôi xin một con với cốt 2 đi. Lắc đây rồi, xin đầu ra chưa có. Đây rồi, đã đủ bài, đã đủ bài. Nhưng mà Đức Anh có muốn thay vào hay không? Không, không Đức Anh vẫn đang muốn giữ Hammer và Timo. Xin đầu ra có bỏ không, Đức Anh vẫn đang muốn giữ một. Đây rồi. Đấy. Tôi nghĩ rằng là anh ta nghĩ rằng một con Hammer là sẽ không có quá nhiều tác dụng bằng một con Syndra gì vậy. Anh ta cầm cho mình là thuật sĩ. Nhưng mà hơi đáng tiếc anh đi đó ạ, là Đức Anh luôn không ra một con Ivern nào. Không có hiện ra Ivern để cho vị trí của Đức Anh. Và cả một con Brain nữa anh Bon ạ. Một con Brain tôi nghĩ rằng là khá cần thiết ở thời điểm hiện tại. Anh đánh một thay ma nhưng mà không ra Brain với cả Ivern. Mặc dù đưa anh đội đã khung bài rồi, nhưng mà hai cái tướng quan tướng kích hệ quan trọng nhất thì lại chưa có. Khá đáng tiếc, vượt ác lòng thì khó mà có thể cho đưa anh cơ hội. Và đó sẽ là một chiến thắng của Devil mà thôi. Nhưng mà cái vượt ác lòng này quá cao tờ đi cái bài đấu của Đức Anh. Ước gì Đức Anh có thêm cho mình là một con Brand thì có lẽ là lượng sát thương sẽ là đủ rồi. Đây rồi, có thêm vị trí của Fiddlestick 2 sẽ là ổn. Dành cho anh ta có gấu từ khá sớm nên CC. Liệu rằng anh ta có muốn xếp lại bài một chút không? Một con Timo cứ sẽ thay vào 7 vị trí lắc. Ôi anh ta bán lắc đi. Bởi vì anh ta không có vút bẫy nên tôi không không đánh giá cao đang giữ này. Con ma pháp sư chưa có. Rất nhiều nhà đánh về cốt cùng Đức Anh và tất cả đã là lên 2 sao rồi. Đức Anh rất lo trong trận đấu này. Và ước gì Đức Anh vẽ ra được một cái Nico và ra được thêm con Timo thì Timo 2 nó sẽ giải quyết vấn đề dành cho Đức Anh. Vâng, một pha sấy của cầu thủ Mai, một pha sấy vào nhà Lâm Lewis. Lâm Lewis chưa có Sojin. Lâm Lewis nếu như không có Sojin thì rất tai nạn ở trong trận đấu này. Mặc dù đồ Hecarim của anh ta rất tuyệt vời rồi, nhưng mà vẫn đang cầm một cái Sojin để giúp cho những pha mưa đạn của Midfortune trở nên hiệu quả hơn. Mặc dù là một pha drone không ổn lắm ở level 7 của cường Smile, nhưng mà anh ta vẫn run ra được mực level 2. Mực 2 sao, khá ổn dành cho cường Smile, mặc dù là đấm cũng không quá đau dành cho người bạn của mình đâu. Cường Smile đang ít máu, anh ta cần share máu đến từ người bạn. Lâm Nguyết đang ở vị trí đầu tiên với 50 mấy máu cơ. Hoàn toàn là một trường hợp share máu ổn. Empit chỉ còn lại 12 máu mà thôi, khá căng dành cho con nàng này rồi. Pikachu là 34, Grid anh ta chỉ còn lại 32 máu thôi. Có vẻ như Empit với việc mà mực của cô nàng này không có Sojin thì khi mà con Velcro ra được chiêu cũng khá muộn. Mực của Empit không có Sojin và người lợi thế nhất thì đang là Lâm Luis. Lâm Luis đại diện đến từ FVM thì đang giữ máu quá tốt với bài đấu kỵ sĩ, bài đấu rất khó out top của Lâm. Một cái mảnh cung diệt khổng lồ chấp nhận được dành cho cửa số mai, một cái diệt khổng lồ nặng. Nó xét ánh sáng thì làm gì nặng nữa. Nó xét vào diệt khổng lồ thôi. Những cái món đồ hết nút dành cho cầu sử mai. Những món đồ gần như là mắc binh nhất trong bộ bài ma pháp sư rồi. Nếu như kia là một cái giáp lửa dành cho Nunu nữa thì thực sự là tuyệt vời. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ở thời điểm này một diệt khổng lồ cũng có thể là chấp nhận được. Và ôm lại mực, đó chính là cầu sử mai. Một đức đi hợp lý. Đấy, chính xác như vậy rồi. Đức Anh có máy chiếu và đây là Hecarim 3 sao đến từ vị trí của Lâm. Và Torres 3 sao đến từ vị trí của Lâm. Những cái lợi thế đang nghiêng hẳn về cho hai chàng trai đến từ SVM Gaming khi mà bài đấu của Lâm Luis cũng như bài đấu của Cường Smile đang rất mạnh mẽ ở khoảng thời gian này rồi. Rất khó cho vừa hải tập cũng như hai cô gái chúng ta khi mà chuẩn bị các bạn phải đối đầu với những line up cực kỳ là kinh khủng. Và đây là Empit, hai bài đấu mực, một con mực không có số gì. Và đó sẽ là một chiến thắng của Cường Smile mà thôi. Né được chiếu và có nỏ xét ánh sáng thì cơ một hội dành cho Empit là không có. Thì rất khó có cơ hội. Và sẽ là một chiến thắng dành cho Cường Smile thôi. Còn cho mình một máu. Trong cái đó Đức Anh 2K thì sao? Đức Anh 2K vừa phải nhận cho mình một trận thua trước bài đấu sát thủ. Trong cái đó Green vẫn đang đép được. Hai cô gái chúng ta thì đang bị tụt máu không phanh rồi. Đang ôm lại mực. Vâng, Cường Smile đang phải khóa lại ôm mực của Đức Anh. Anh ta nhận ra rằng chỉ cần ôm chết Đức Anh trận đấu này thôi thì chắc chắn tấm vé đi tiếp sẽ thuộc về đội tuyển của anh ta. Nhưng mà Lâm Nguyễn anh ta đang dùng máu quá tốt với bài đấu kỵ sĩ là máu không sử. Một
bài đấu không, đó là mà kỵ sĩ và siêu nhân đúng rồi. IBI anh ta không có cho mình đó là cung xanh và anh ta đang dồn vị trí của Nocturne 3. Có vẻ như ở trận đấu này không có quá nhiều hiệp sĩ thiết giáp thì phải. Liệu rằng có phải là một trận đấu ổn dành cho IBI hay không đây, mặc dù anh ta không có biến sát thủ. Và đây rồi, đây là Empit. Empit như đã nói và không lốc được, nhưng mà hai bên lốc carry của nhau thì ai sẽ là người chiến thắng đây? Khả năng cao với một con Nocturne như thế này, Empit sẽ đi vào thôi, nhưng mà con Nocturne này hồi sinh, có thể đó là một chiến thắng dành cho vị trí EP. À không, khả năng đốt máu là quá tốt đến từ cái sáp lửa ánh sáng. Vâng, tưởng chừng như là Vekok sẽ bị hạ gục, nhưng mà rất may mắn Vekok vẫn kịp thời sử dụng cái kỹ năng của mình. Và đây lượng vàng để giúp cho EP có thể roll được Nocturne 3. Rất khó. Anh 24 máu, cường Smile 21. Còn Midfortune đến từ vị trí level. Chưa, à đây, Nocturne, đây là Nocturne 3. Một con Nocturne 3 sao của EB. Nocturne 3 sao của EB. Có phải là Midfall 3 không? Chính xác thì vậy rồi. Midfall 3 dành cho Lâm Luis một bài đấu tôi nghĩ rằng là phải nói là cực kỳ mạnh trong lobby này, với một lượng đồ như thế kia, counter cả phép lẫn đam, có giáp máu ánh sáng, có vuốt rồng và có giáp gai. Khả năng cao con Nocturne này không được sát thương để giết của Hecarim đâu. Đúng là như thế. Nocturne mà gặp đồ Hecarim này thì không khác gì gặp bố cả. Vâng, tự cào tự lăn ra chết. Có phải làm cái gì đâu, một bài đấu quá mạnh mẽ của Lâm Luis trước bài đấu của EV. Vâng, có lẽ là bài đấu EV cần thêm Viego. Anh ta cần thêm Viego để có thể hạ gục được con Hecarim này. Nhưng mà có vẻ hình của anh ta chưa có Viego. Ừ, có đôi tay quỷ vương nha. Nhưng mà ném, nếu mà Teemo chết trước, Teemo chết quá. Đấy. Ui, bìm bìm. Tôi tưởng chừng như là Teemo ném vào rồi và chết trước Ivan, không, Ivan chết trước Teemo và đó là một cái ui rồi ôi cái gì thế này, gấu đó, cái gì thế này, chắc chắn gấu sẽ lấy đi thôi. Vâng, các gấu sẽ được lấy đi dành cho bị bạn cường Smile. Và vâng, đây là trận đấu quan trọng nhất thì 5.4. Vâng, ban tổ chức cho mỗi bạn một cái giáp chết đánh cho bánh cuốn. Rất dễ thở thôi. Tôi đang nhìn thấy như có ai nhỉ? Ai anh có hết một con Asanai. Một con Asanai là ai? Đó là rất đẹp anh mô lại nhìn tôi, nhìn tôi chưa kịp nhìn tôi. Chưa kịp nhìn tên của ai, tôi đang rất muốn xem nhà Asanai. Tôi chỉ mải nhìn cái con Asan cầm nó biết. Đó là nhà của ai nhỉ? Nếu mà không nhầm thì chả nhẽ là Green. Green thì hơi bìm bịp. Green level 60 vàng. Đánh bằng vàng hết cầm nước mắt. Mà bây giờ mà lên được con Asanai cầm ba đồ như vậy là tôi nghĩ hơi ảo ba. Không biết rằng đấy là nhà của ai. Em thì chắc chắn không phải này, cực thơ mai là không này, Pikachu. Ủa tôi chưa nhìn kịp, đảo nó nhanh. Đấy, tôi chưa nhìn kịp đấy là nhà của ai cả. Các bạn check nhà rất nhanh. Khả năng cao như vậy tôi đã loại trường hợp đó ra. Đúng rồi, nếu như loại trừ thì có khả năng cao đấy là nhà Green. Nhưng mà Green thực sự là phải ảo thuật. Phải ảo thuật rất giỏi. Khi mà level 6 anh ta có 10 vàng. Ở 3.5 anh ta level 6 10 vàng đếp bằng một con Varus cầm nước mắt và một cái Afel cầm giáp ở nhặt ở chợ. Và bây giờ anh ta lên, anh ta sở hữu cho mình một Asanai thì thực anh sự đó ơi, là một điều kinh khủng cho Green. Đức Anh đấm cường Smile top 7 anh Mon ạ. Và đúng là Green rồi, và Đức Anh dây được. Và đây là một Asan làm được. Ui giời ơi, Vua Hải Tặc đang thể hiện anh ta làm Picasso của trong trận đấu này. Và hai chàng trai đến từ Vua Hải Tặc đang băng băng về đích. Và cường Smile đã phải dừng lại ở vị trí top 7 rồi. Green và Đức Anh vẫn còn có cơ hội lật kèo ở trong trận đấu này. Khi mà Green anh ta đang khó vẽ nụ cười, nhưng mà anh ta vẽ tầm thì bài đấu này là chục nụ cười rồi. Bài đấu quá mạnh của Green. Tưởng chung như một bài đấu chết ở level 6 Green, nhưng mà Green vẫn ra được một Asan 2 và dàn tanh đang có Volibear. Rất ổn cho Green. Tôi nghĩ rằng lượng đồ này phải nói là lượng đồ 10 điểm dành cho Axan, anh Von ạ. Huyết thần kiếm, 3 tia cùng với đó là... Đồ này tôi nói thật là thực sự là để dứt điểm của Asan này gần như nó hút. Gần như nó hốt với một con Asan cầm đồ kiểu như này. Rất khó sốc lượng sát thương bởi một cái huyết thần kiếm như thế kia. Thực sự là để mà nói thì cả thuyền trưởng lẫn thuyền phó của ngày hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy tôi cực kỳ bất ngờ. Bởi vì bài cực Smile đã là một bài cực kỳ mạnh rồi. Và anh ta phải dừng lại vị top 7. Wow. Vâng, Green anh ta thể hiện mình là một... Anh ta đam mê
đam mê với lính bộ đường thủy, nhưng mà anh ta đang thể hiện mình là một con người họa sĩ chứ không phải là một thủy thủ nữa rồi. Anh ta không phải là thủy thủ mà anh ta chính xác là một họa sĩ ở trong trận đấu này. Khi mà tưởng chừng một pha luôn rất nhiều tiền ở level 6, khi mà 3.5 về, 3.6 vòng đi chợ về, Gia Đình cũng chỉ có 10 vàng level 6, mà bây giờ anh ta lên 8, anh ta có một cái khung bài như này thì thực sự phải phải nói là Green rất kinh khủng ở trong trận đấu cuối cùng này, và thêm một chút may mắn nữa mới có thể ra được cho mình một Asan 2 cầm đồ như vậy. Lâm núi thì anh ta khó mà có thể chịu được lượng sát thương kinh khủng đến từ vị trí của Asan. Mọi thứ đang khá khó khăn, nhưng với việc mà ra như vậy thì trọng trách được đặt lên đôi vai của Lâm Luiz là khá lớn, khi mà cực sớm mai anh ta phải dừng lại vị trí top 7 rồi. Đúng rồi, Cường Sương Mai bây giờ nếu tính ra Đức Anh phải dừng lại ở vị trí top 6 thì Đức Anh sẽ hơn Cường Sương Mai một điểm. Nhưng Green chỉ cần hơn top của Lâm thôi thì vấn đề sẽ giải quyết được tất cả, khi mà đội tuyển của Vũ Hải Tặc chỉ kém đội tuyển SGM Gaming 2 điểm, nếu như tôi nhớ không nhầm thì 2 điểm thì phải. Đó là 17 và 10 17, 16, 19 hay là 3 điểm thì tôi không nhớ. Nhưng mà nói chung là nếu như Green anh ta có cho mình một trận đấu top 1 thì anh ta đội tuyển Vũ Hải Tặc sẽ là đi tiếp. Thực Khi sự mà mà nói để bài mà đấu của Green đang quá mạnh rồi. win được bài đấu của Green, tôi chưa nhìn thấy một cái layup nào cả. Đặc biệt là ví dụ như con sát thủ này thì gặp bài đấu của Green, tôi nghĩ rằng con Axan nó clutch được hết. Hơi khó rồi. Green đang ở cửa sáng top 1 cao nhất ở trong lobby, nhưng mà liệu rằng Green có thể giành chiến thắng trước bài đấu sát thủ hay không, khi mà Lâm vẫn đang giành chiến thắng. Đức Anh có top 5, Đức Anh có cho mình top 5, vậy là Đức Anh đang hơn Cường Smile 2 điểm. Đức Anh đang hơn Cường Smile 2 điểm, vậy là đội tuyển Vũ Hải Tặc chỉ kém FVM Gaming một điểm mà thôi. Kém đội tuyển bú của Lâm Luiz và Cường Smile một điểm. Và chỉ cần Green hơn được top Lâm Luiz thì Green và Đức Anh sẽ là người đi tiếp, khi mà cơ hội đang được mở ra dành cho Green. Green liệu rằng có làm được hay không? Nhưng mà layup của Green đang quá mạnh mẽ, với một con Diana 2 cũng như là Galio đã lên được 2 sao rồi. Lá chắn Duran sẽ là ổn ở thời điểm này dành cho vị trí của Green. Để mà nói với việc mà Riot đã cho các bạn một cái giáp chết nữa thì bài của Green đã mạnh càng thêm mạnh thôi, khi mà có tà thần và gấu Bolivia Thế quá bài khủng của khiếp. Asan chỉ cần thêm tanh thì Asan sẽ làm hết, và rất may mắn khi mà vòng đi chợ của chúng ta trả cho các tuyển thủ chúng ta giáp chết, thì đội tuyển nào mà có 5 tiền thì đội tuyển đấy là người có lợi thế bằng những pha bắn, những pha clutch của Asan. Một pha CC, nhưng mà Asan đây là Asan có vướng bẫy, nhưng mà Asan bay vào tầm đánh của Draven. Asan đã hút lại lượng máu của mình, bay đi dứt điểm vị trí bị phô không. Đây là một con Asan có kiếm tử thần, vâng vâng đăng xích đu, vâng chú xích đu, nhưng mà phải nhận một trận thua trước Lâm Luiz. Đây là cái kèo đấu mà Green rất quan trọng, ai là người đi tiếp, ai là người dừng lại thì còn phải nói. Chúng ta hãy cùng chờ xem Lâm hay là Green sẽ làm được ở trong trận đấu này. Anh biết, anh nghĩ rằng ai sẽ là người chiến thắng. Khá 14 căng máu thẳng. Green và 17 máu dành cho Lâm. Tôi không biết tôi có phải tôi vừa nhìn nhầm không, khi mà tôi thấy Green để cái giáp gai ở ngoài, có vẻ anh chàng này quên thì phải. Nhưng Green mà để để quên. Và anh ta update rail 2 khá căng thẳng, rất căng thẳng nha. Cực kỳ căng thẳng ở kèo đấu này, chưa biết ai sát là người thủ. có chiến Lâm thắng. Luiz thì anh ta thắng sát thủ nha, nhưng mà bài Green thì chưa chắc thắng được sát thủ. Nếu như chẳng may một pha bị CC đến từ vị trí của Asan thôi, cũng là một điều bất lợi. Bị lốc rồi, Green bị lốc đến từ vị trí của một con Teemo cầm cái gậy lốc rồi. Nhưng mà với con Axan này thì tôi cũng hoàn toàn đặt niềm tin có thể chiến thắng con Nocturne như thế này. Bởi vì lượng tanh của Green cũng không phải là một dạng vừa. Ui bị dính đấy, CC kìa. Đã có thể đấy, Green bị CC và Green sẽ đi luôn ở trong trận đấu này. Và không có một cái điều bất ngờ ở trong trận đấu này rồi. Khi mà Green, đúng như tôi nói, chỉ cần một pha trăng màu hoặc một pha CC tốt đến từ Bolivia thôi thì chắc chắn Axan đó sẽ trở lên đần độn. Mặc dù có đồ bảo hiểm nhưng mà Green bị anh ta đã phải dừng lại rồi. Và chắc chắn người đi tiếp sẽ là cặp đôi của SVM Gaming, đó là team bú của Lâm Luiz cũng như là Cường Smile. Rất căng thẳng ở trong trận đấu cuối cùng này. Thực sự thì để mà nói hai round đấu mà con Axan của Green, tôi nghĩ rằng cảm giác như là với việc mà nó ra quá dễ dàng khiến cho một con Axan nó bay rất là ảo ma trong hai round qua round vừa rồi rồi. Mất máu rất nhiều từ vị trí của Green, chẳng lẽ có thể mất nhiều máu như vậy. Thuyền gần ra tới khơi thì lại bị chìm, hơi đáng tiếc dành cho hai chàng trai đến từ Vũ Hải Tặc. Thuyền gần ra đến khơi thì có lẽ là bị bung bung dù và
thuyền đã bị đắm rồi, Nhưng mà thực không sự sao, một trận đấu quá hay, một trận đấu quá hay của hai chàng trai Vua Hải Tặc. Chỉ tiếc một điều là Green anh ta để thua trước nhà quan trọng nhất, đó chính là nhà của Lâm. Khi một mùa kèo đấu rất quan trọng thì Green lại phải để nhận một trận thua trước bài đấu suy vong của Lâm Luiz. cũng phải dành lời khen dành cho EVE khi mà anh ta có một bài đấu rất mạnh và anh ta đánh rất hay. Hai lốc và lốc đi những vị trí tanker và sát thương đến những vị trí Raven. Và game đấu và tư đấu vừa rồi anh ta còn chiến thắng nhà của Lâm Luiz cơ. Có vẻ như tư đấu này Lâm Luiz đã xếp kỹ hơn nhưng con Nocturne này sẽ hồi sinh dậy. Ui, đợt lên vườn của Lâm có đồ bảo hiểm nhá, đợt lên vườn của Lâm có đồ bảo hiểm vẫn được chơi, nhưng mà Nocturne thông minh quá, Nocturne quay ngược lại trở lại và giết đi vị trí của con Draven đó. Liệu rằng có quỷ vương tiếp tục hay không đây? Có khả Nhưng năng nếu quỷ cao vương sẽ là có bởi vì kia. sẽ là quỷ vương, vâng, IBI anh ta chỉ cần đến thế, anh ta chỉ cần đến thế, anh ta không cần mạnh, anh ta không cần mạnh hơn, anh ta chỉ cần một con tướng 6 máu, mua bằng 6 máu để lấy cho mình một trận đấu top 1, và Lâm có cho mình một trận đấu top 2, nhưng mà top 2 tôi nghĩ là có lẽ là đủ để cho Lâm Luiz anh ta có tấm vé để đi đến với trận bán kết của chúng ta rồi. Một trận đấu cực thực sự là căng thẳng khi mà vòng đi chọn 5.4 của chúng ta trả cho các tuyển thủ của chúng ta giáp chết, và khi mà Green mặc dù anh ta lên được cho mình một Asan 2 cũng như là bộ bài của anh ta có cho Galio 2 cũng như là dàn tanh bằng tà thần, nhưng mà không đủ để chống lại lượng sát thương rất nhiều đến từ bộ bài sát thủ, và Green đành gục ngã trước bài đấu của Imi và một bài đấu mà anh ta sử dụng cho mình một bộ bài sát thủ hoàn toàn xứng đáng, đúng không anh Biros? Chính xác như vậy rồi, mặc dù chỉ là một trận đấu vòng bảng thôi nhưng ta có thể thấy cái sự khắc nghiệt của bảng đấu này khi mà toàn những game thủ cộn cán gặp nhau và họ đã cống hiến chúng ta một trận đấu rất hấp dẫn. Rất nhiều sự bất ngờ khi mà chúng ta không được theo dõi màn hình của Green ở từ cái round đấu mà anh ta có level 6 và 10 tiền mà anh ta vẽ một cách nào đó ra được con Ahsan 2 thì hoàn toàn là xứng đáng dành cho Lâm Luiz thôi. Anh ta đã thể hiện vai trò gánh team ở trong game đấu này. Đúng là như thế, và có lẽ bây giờ mình và Biros sẽ cùng các bạn khán giả sẽ đến với bảng điểm sau 3 trận đấu, và đúng là như vậy. Green và Đức Anh dừng lại với 27 điểm cùng với cả Empit và Chi dừng lại với vị trí là 22 điểm. Và xin chúc mừng EBE cũng như là Devil và team OMG đang có cho mình là 45 điểm, giành tấm vé xuất sắc nhất của bảng C đi đến với trận bán kết của chúng ta. Và tấm vé cuối cùng còn lại của bảng C dành cho hai chàng trai đến từ SVM Gaming, đó chính là Cursmile và Lâm Luiz. Hai bạn đang vượt qua được cái khe cửa này và đang có cho mình là 29 điểm, vẫn đủ điểm để mang lại cho các bạn tấm vé đi đến với trận bán kết của chúng ta. Và một lần nữa xin chúc mừng đội tuyển Bú cũng như là OMG, một cái tên rất hay của hai chàng trai SM Gaming. Và có lẽ là xin chia buồn cùng với cả Đức Anh, Green cũng như là Empit và Chi, hơi đáng tiếc cho Green và Đức Anh cũng như là hai cô gái chúng ta đã thể hiện xuất sắc quá rồi, nhưng mà trong một ngày thi đấu thực sự là quá kinh khủng của EB cũng như là Devil khiến cho trận đấu cuối cùng của chúng ta trở nên quá căng thẳng. Và người may mắn hơn là hai chàng trai đến từ SM. Có lẽ bây giờ mình cũng như là Biros sẽ gửi lời chào cũng như là cảm ơn các bạn khán giả đã cổ vũ cho cả bốn đội tuyển cũng như là 8 tuyển thủ thi đấu trong bảng C ngày hôm nay, và hẹn gặp lại mọi người vào 20 giờ tối ngày mai tại TGTV để chúng ta cùng theo dõi loạt đấu BO3 vòng bảng cuối cùng của bảng D của chúng ta, để cùng xem hai cái tên cuối cùng đi đến với trận bán kết của chúng ta là ai. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.
Ninja Group, TG và những người bạn. Nhấn theo dõi các kênh của TG TV để nhận được những thông tin hấp dẫn về đấu trường chân lý. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.